Rồi. Chào cả nhà. Như là đã hứa ha, hôm nay mình không có live pizza. Nói chung là trong nãy tuần đi ăn bánh, ăn trái nhiều quá nó mập dữ lắm. Hôm nay mình sẽ ăn một thứ ít mập hơn. Ăn mì ý, mập gấp đôi. Bữa nay Nhánh sẽ chia sẻ với cả nhà mình cách làm mì ý, sốt, kem, chanh thì là hãy ghi vậy đúng không? Chọn gì mà không nhớ luôn. Mì ý, sốt, kem, chanh thì là đại sứ tắt cái khúc này đó. Thì nó hơi lạ là gì, bữa nay Nhánh sẽ dùng mì màu xanh đen. Bữa đó cả nhà thấy Thịnh đó, bạn Thịnh chia sẻ cách làm mì kéo bằng tay rồi đúng không? Thì cái mì kéo bằng tay á, thật ra là mình bỏ cái màu gì cũng được hết đó. Trong đó có màu đen. Màu đen mình bỏ được là mình dùng cái mật của con mực đó. Cái mật của con mực đó mình bỏ vô là sẽ ra màu đen. Nhưng mà đây chúng sẽ dùng cái này, nó bằng tảo biển, nó là spirulina. Spirulina này theo như trong đây ghi đó là nó là tảo. Nó là từ của Úc ha. Nó là tảo khoáng, nó không có chất bão hòa, không có chất béo, không cholesterol, rồi không có cái, nó có chất xơ, nó có protein, nó có vitamin A tới 45% rồi nha, rồi canxi, chất sắt. Mà Chánh sợt ở trên Google á, với là hỏi một vài người bạn có Chánh về cái loại tảo này ở bên nước ngoài nó rất là phổ biến. Cho anh mượn cái bịch bột bé Huyền giấu bữa giờ đi bé Huyền. Bịch bột thì cái này á, nó có hai dạng, là nó có dạng mì này, xong nó có dạng nuôi đó, đưa ông nuôi cho anh luôn. Chứ nó có dạng bột. Cái này là Chánh không có quảng cáo giùm đâu, mà người ta gửi làm quà cho chương trình nha. Nó có dạng bột này, bữa sau Chánh sẽ chỉ cả nhà mình làm pizza bằng cái này. Ghê chưa? Mình trộn vô xong nó ra cái pizza màu xanh đen luôn. Nói chung là xong ở trên mình chế được vô luôn. Đây là cái dạng bột. Còn cái này là cái nuôi. Cái dạng này là dạng nuôi. Nuôi mình thì bữa nay mình biết gọi này gọi là Benny ha, ok. Còn cái này là Sparty ha. Thì Chánh cũng chưa xài cái này bao giờ hết. Chánh xé thử cái này ra thử coi. Cái này nó đóng gói ở, nó là hàng của Úc. Hàng của Úc mà đóng gói Thái Lan. Chánh sẽ mở cái này ra thử coi. Rồi, khổ kìa. Rồi, mình có một cái ống mì như thế này nè. Mở cho coi luôn. Ôi, tôi mới cái nãy này lần đầu luôn. Ở trên này nó có mấy cái, chính nghĩa cái này là do hạt tảo biển đó. Nó có lớn đớm hạt tảo. Thì cái ống này nó bao nhiêu gram ta? Không biết luôn, đợi coi chút. Mấy chục gram, 240 gram. Trời, cái này nguyên nhà mình ăn luôn á. Nguyên nhà ba người ăn luôn. Ừ, tại sao phải hỏi, phải coi số gram. Tại vì hồi nó cuối chương trình Chánh gửi trước thôi nha. Gửi tặng trước 3 ống thôi. Bạn nào trúng thưởng vui lòng liên hệ bạn luôn để lấy 3 ống mì. Một ống mì này là để mình, gia đình mình ăn thử. Thì đơn giản lắm, mấy bạn chỉ cần cuối chương trình khen Chánh đẹp trai thì sẽ có mì ăn. Ủa, mình mãi đâu. Trả lời câu hỏi. Giờ Chánh sẽ lấy mì ha, bao nhiêu người coi rồi. 55 người. Trời ơi, đấy nhạy. Xe ra giùm đi. Chánh sẽ lấy mì ha, Chánh lấy một ít mì ra. Lấy vừa đủ ăn thôi, ở đây cũng đông. Tại bữa nay có mấy chị qua học làm. Lấy như đây đi, miếng nữa ha. Chị Tô Anh hỏi là bột tạo khi làm đồ ăn có nghe mùi tanh nhiều không em? Hôm bữa em làm salad á. Bữa em làm salad chị thấy không chị? Bữa em làm salad một lần bằng cái bột tảo á, ăn ngon cực kỳ luôn. Nó không có nghe mùi tanh. Nó hơi sừng sụp, tại vì bữa đó em làm bằng cái bột tảo ấy á, nó ra mấy cái rong của nó lên ngon lắm. Còn cái này thì bây giờ mình thử. Thì để Chánh cũng chưa có thử cái này lần nào hết á. Bây giờ để thử được cái mùi của nó, nếu như mà nó có mùi tanh thì mình sẽ sử dụng, thì Chánh sẽ sử dụng hải sản để nấu chung với nó. Đó là cách Chánh ứng biến cho một cái món ăn. Rồi mình để đây qua một bên đi. Bữa nay Chánh sẽ chia sẻ với mọi người làm cái mì ý này bằng kem chanh thì là ha. À, ở đây mình có tôm. Chánh sử dụng tôm làm cái hải sản. Mình sử dụng mực cũng được, sử dụng cá cũng được, được không? Ở đây mình có thì để hạn chế cái mùi của nó, giống như là nó bán bớt cái mùi của người ta một chút xíu thôi, chứ xài nhiều quá nó sẽ mất luôn cái mùi tảo biển của người ta. Chánh sử dụng một chút xíu thì là thôi.
với lại một muỗng chanh. Đây, lấy ra cho, lấy ra cho. Anh mở cửa được hả? Thôi đưa cái đồ lên lấy cho. À, camera cho đây đi, cho coi cái này nè. Hồi nãy mấy chị qua học làm bánh á, cho nên Lung nó đang nướng cái này. Rồi. Ở xíu nha. Làm phiền xíu. Rồi. Dạ đó. Ở đây chúng có chanh ha, chúng sử dụng khoảng một muỗng chanh thôi. Nếu mà với cái hàm lượng này chúng sử dụng khoảng muỗng rưỡi. Bệnh bữa giờ. Một chút xíu đường vàng. Rồi dripping cream, whipped cream ai cũng biết rồi ha. Sữa, sữa tươi. Một chút xíu rượu vang trắng. Hành tây. À, rồi của mình chỉ có nhiêu đó ha. À. Với giờ ít ít lá oregano thôi. Bệnh khổ ghê. Làm bị gì không? Rồi bây giờ chúng sẽ bắt tay chúng làm liền. Để có đỡ mất thời gian để về dẫn nhiều rồi. Đây mình có mì ha, đây mình có nước sôi ha, chúng sẽ cho trong này chút xíu muối. Mình cho chút xíu muối thôi. Xí dầu ăn. Để sử dụng dầu đều ha. Cho nó thơm cộng mì với là nó giữ độ dai của mì lại. Mình chờ nước sôi hẳn mình hãy bỏ mì vô ha, bây giờ chúng ta xử lý đó, chúng xử lý hành trước. À, camera thấy không? Thấy ạ. Chúng ta cắt hạt lựu cái này ha. Rồi, đơn giản ha, không phiền hết. Bây giờ nước của chanh là sôi nè. Nước sôi già, bỏ cái này vô mình trụng. Mình nấu chừng khoảng 6 phút nữa nha, mình đừng có nấu lâu quá. Nấu lâu quá nó bay hết mấy cái chất ngon của mì đi. Rồi. Một cái chảo khác. Nhớ nha, một số người lại lầm tưởng là cái chảo phải nóng rồi mới bỏ dầu vô. Như vậy rất là hại. Cho dầu vô khi mà chảo khô vậy cũng được rồi ha, nó bỏ cái dầu leo vô. Rồi xíu ha, lấy cái này trộn luôn. Mình sẽ cho hành tây vô. Mình nhớ nha, công đoạn này mình nên để lửa lớn. Để
cho hành nó thơm mà nó vàng nữa, chứ là nó không ra nước. Mình cho chút xíu muối vô trong này nha. Chúng ta cho chút xíu muối vô trong này. Sao thật là thơm nha. Chưa đâu, vàng hơn nữa. Đây nó có lụi trắng ha. Oregano. Được không? Tôm này chúng ta đã lấy chỉ lưng rồi. Chờ lại cái đầu nha, chúng ta mình xử lý tôm sau mà để đây nè. Rồi. Hả? Cay đã không? Mấy bạn hậu cần đang cay là gì? Xào hành đó. Rồi ha, chúng ta cho một chút xíu lá oregano vô đây. Rồi dặn lửa lớn thì lớn lên. Dặn lửa lớn thì lớn lên nha. Chúng mày mới đổ quang trắng vô. Thì ở đây trắng sẽ bông lại cho mọi người coi luôn nè. Cái bộ này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Tại sao mình phải để camera đây đi? Tại sao mình phải để lửa lớn mà bỏ rượu vô để cho nó tránh nó bay mất cái hơi của rượu, bay mất cái mùi á. Nha. Rồi bây giờ chúng sẽ cho whipping cream. Cái này mình là whipping cream ha. Cái này là sữa tươi. Chúng sẽ sử dụng khoảng 7 muỗng sữa tươi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sữa tươi không đường nha. Quý vị sẽ sử dụng khoảng 4 muỗng thôi. 1, 2, 3, 4. Rồi, quay cái này lên. Trong trường hợp mà mình muốn ăn cái mì của mình nó nhiều nước hơn nữa thì lúc này mình có thể cho thêm nước vô trong này được. Bình thường, ví dụ như nước ruột mì của mình bên đây là những cái thằng nước mình cho bỏ vô bình thường luôn ha, không có gì hết. Cho bỏ thêm khoảng 5 muỗng nước mì này cho mấy nước nó thử. Rồi bây giờ mình mới nêm nè. Mình phải cho vô trong này 1/3 muỗng muối. Cho trong này 1 muỗng đường ha. Bây giờ mình mới cho nó có vị chua, chanh. Lấy cái muỗng, mình đông cái muỗng. Miếng nữa. Mình cho 2 muỗng chanh ha.
mì của mình. Để xíu đi, khoảng 1 phút nữa. Cái sốt này của mình đó, chắc sẽ cho, bây giờ chắc mới cho thịt là vô nè. Đừng lấy vừa thịt là thôi nha, đừng lấy nhiều quá. Cảm ơn. Đừng làm gì hết nha. Ok. Đây em có sẵn cái máy xay sinh tố. Camera quay qua tới không? Có sẵn cái máy xay sinh tố. Chém bỏ cái này vô máy xay sinh tố chém xay ra. Còn miếng giác chưa lông đền. Rồi. Cho anh xin cái chảo không dính đi được. Bây giờ mình chỉ việc xay nó lên thôi. Bị thương cận giữ lại nó ra. Ủa bắt cái chảo lên. Bây giờ có ít tôm chưa? Ít dầu leo. Nhiều cổ ha. Ít dầu leo vô. Mình cho tôm không? Để tôm không? Mình rán một chút xíu cái mặt tôm với lại dầu leo cho nó thơm tôm đi. Này có người hỏi là mình sử dụng mì ý thường dùng được không vậy? Được, được, mình sử dụng mì ý gì cũng được. Nhưng mà đây anh tránh có mì ý tỏ biển. Tiêu vô. Đơn giản ha. Đây em có cái tót. Mình mới xây xong nè. Khi nãy nhớ không có mấy gì xảy ra khi nãy cho luôn được chưa, đâu có gì đâu phức tạp phải chứ. Mình nấu xí cho tôm nó chín lên thôi là được. Chả đó.
Dạ đó. Con này nãy đô mà mỗi lần cái teo luôn chứ. Còn sống mà. Thử lần cái. À, ở bên đây mình có mì đang luộc. Tắt lửa đi. Cho vào luôn. Chỉ còn mình đảo nhẹ thôi. Cái này là dân không dám mất cái chảo rồi. Cho nó áo xót đều như thế này. Mình đừng làm bạo lực quá, đứt cái đầu tôm. Được chưa? Đầu lửa lớn lên xét. Ủa? Mình để cho, lúc này mình để cho cái xó đó nó quện vô cái sợi mì. Được ha. Có thể sử dụng một xí. Mình nhớ thì là nhỏ xíu. Để trang trí. Khá rồi. Để mà nghe đó. Tại nãy mì mình có bỏ miếng muối vô. Đấy, miếng khăn giấy nó nằm dưới đây hả? Không, mình thấy rồi. Ý da. Bữa nay hơi bệnh nha, trên không muốn giỡn. Mệt quá, bữa nay người mệt quá. Mình cho xí thon lên. Thích bỏ dưới đây cho nó nằm tầm lum luôn cũng được, thích bỏ trên này, thích bỏ dưới này. Biết về nãy chọn con trên nó bự bự con chứ nó giống vua. Đây chúng sẽ lấy một miếng nước sốt đổ lên nữa. Trời, cái này đây cho sạch dễ. Nó có chuẩn bị một cái thì là thấy chưa? Cắm vô. Chưa. Mình có xí parmesan cheese. Mình cho một chút xíu. À, cái này phải parmesan. Cái này là mayo. Của một chút. Bỏ vô. Miếng nữa. Ăn trọng trên trường miếng trong chảo cái ăn thử cho xin anh xin một cái nẻ sạch nữa đi được không? Rồi, bữa nay đây có rất là nhiều người.
chắc mời một người lên thôi. Ai đang gặp dài của mình vậy? À, rồi, chị, lên đây. Lên đi, lên đây. Bữa nay có mấy chị qua bên đây học làm bánh. À, thử đi. Còn nẻ không? Hôm nay qua học được ăn ký. Tiếng đâu không nem 19 quá là tuyệt vời luôn. Không nem một nem không 19 không một nem sợi mì thì vừa chín tới rất là ngon đó. Bây giờ tránh khỏi phải diễn tả cái gì hết để cho người khác diễn tả. Wow, tuyệt vời quá. Cảm ơn Tránh. À, nay mấy chị qua học làm bánh cho nên nó là Tránh cũng muốn xích vô thử chế chứ muốn gần cái gian bếp hơn cho nên nó là muốn gần mọi người hơn cho nên bữa nay là cố tình để là cho mấy chị thử trả lời cho mấy dễ công tâm nhất rồi ha. Cảm ơn mọi người bỏ thời gian theo dõi hai lần. Cảm ơn thầy chị Diễm. Em đố vui có thưởng. Rồi bây giờ Tránh sẽ đố ha, đố vui ha. Thì mình có năm đây có 5 phần, Tránh sẽ chừa 2 phần để làm món khác. Tránh sẽ có 3 cái phần quà này là dành cho người nào trả lời đúng cái câu hỏi. Thì cái này nó một ống thì nó tới theo như Tránh biết nó tới 180.000 ống lần đó. Nên tại sao mà mì này nó lại ngon được vậy? Thì ra nó ngon do sợi mì chứ thì ra Tránh nấu cũng vậy. Mì nó thơm quá. Thơm mùi tảo. Mà cái này ăn rất là tốt cho phụ nữ đầu tiên, nhất là phụ nữ mang thai tại vì nó tăng cường canxi. Thì hồi nãy Tránh có nói sơ về cái thành phần, một số cái thành phần dinh dưỡng của mì rồi thì đơn giản thôi. Bây giờ ở nhà mình á kể giùm cho Tránh ba cái loại, nãy nó nói rất là nhiều thành phần nha, bây giờ mình chỉ cần kể ba thành phần thôi mà cái mì ý này nó có ở trong bản thân của nó tên là spirulina. Thì nó có cái tỏi biển trong đó thì nó kể đúng ba thành phần dinh dưỡng của nó thôi. Ba người trả lời sớm nhất, nhanh nhất Tránh sẽ gửi tặng ba cái phần quà này cho ba người đó, được chưa? Rồi, Luân sẽ chịu trách nhiệm trao phần quà với lại theo dõi câu trả lời. Luân theo dõi câu trả lời liền đi, thôi là họ trả lời mình không biết. Tránh sẽ kết thúc khi mà tạm biệt. Rồi, chào tạm biệt cả nhà ha. Cảm ơn mọi người bỏ thời gian theo dõi cho làm mì ha. Bye bye.